Hoa Mộc Lan xin chào các bạn. Một người đàn ông kỳ lạ, hắn trên tay ôm một hình nộm bằng giấy về nhà để làm vợ. Trên đường về nhà, một thầy bói vô tình coi được số mệnh anh ta, một đường màu đen vô cùng xấu. Hơn nữa hắn ta lại mang một con hình nộm về, chắc chắn sẽ có tai họa ập đến. Dù cho người thầy đó có khuyên ngăn hắn ta đến như thế nào, thì hắn ta không nghe, thậm chí còn nhất quyết mang hình nộm đó về nhà, tô son chát phấn lên hình nộm. Man dợ hơn, hắn còn cắt máu của mình để vẽ làm con mắt cho hình nộm. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với tên này? Hãy cùng Hoa Mộc Lan theo dõi bộ phim nhé. Quay trở lại với đầu phim, trong khi người dân tấp nập qua lại để mua bán, thì có hai chàng trai đến một cửa hàng thịt và chỉ mua một tấm thớt chặt thịt. Tuy chủ cửa hàng thấy việc này rất kỳ lạ, nhưng anh ta trả tấm thớt với cái giá rất cao. Chủ cửa hàng không nghĩ ngợi gì nữa mà rất vui mừng bán cho anh ta. Mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ với chàng trai đó nếu như không có một cô nương chặn lại cuộc buôn bán này. Cô dùng một gáo máu lợn đổ trực tiếp lên tấm thớt, nhưng tấm thớt đã hút sạch vũng máu đó mà không để lại một vết tích gì. Vì thế mà vị cô nương này liền đề nghị hai anh chàng này cưa tấm thớt để có thể kiểm tra xem tấm thớt có cái gì bên trong. Khi cưa tấm thớt, một vũng máu lớn bất chợt chảy ra và một con rết khổng lồ chui ra từ tấm thớt. Anh chàng dùng một con dao phay phang thẳng vào người con rết. Sau khi con rết bị bổ đôi, thì từ bên trong của nó xuất hiện một viên ngọc sáng chói. Chưa kịp vui mừng vì nhặt được của quý thì vị cô nương kia đã tỉnh lại, không nói không rằng lấy viên ngọc từ tay hai anh chàng rồi bỏ đi. Cuối cùng thì hai anh chàng dù đã tốn bao nhiêu công sức nhưng vẫn phải trở về mà không mang được chiến lợi phẩm gì về. Hai anh chàng, một người có tên là Diêm Dương Nhất, người còn lại có tên là Bảo Hồ Lô. Họ là những người chuyên tìm những đồ vật quý hiếm khắp thế gian này. Vị cô nương tên là Hào Hoa này sau khi nghe họ là những người truy tìm bảo vật, lạnh lùng quay người đi. Và cô còn bảo với hai anh chàng rằng tuyệt đối không được mang bảo vật mà rời khỏi thị trấn. Diêm Dương Nhất tất nhiên sẽ không đồng ý với vị cô nương này. Anh định đuổi theo nói với cô cho ra nhẽ, nhưng bị một người đàn ông trung niên cản lại. Anh ta bắt đầu kể cho Diêm Dương Nhất sự thật về thị trấn này. Trấn này được gọi là Trấn Âm Dương, một cái tên đã có từ thời xa xưa. Thậm chí người dân tại đây còn không nhớ nó đã có từ lúc nào. Người dân tại Trấn Âm Dương này sẽ không thể rời khỏi thị trấn. Thậm chí những người từng đến thị trấn này, khi muốn rời khỏi thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Những người đã từng có ý định rời khỏi thị trấn này sau khi đặt chân đến đều có những cái kết không mấy tốt đẹp. Một người thợ rèn đã cố đưa vợ con mình ra khỏi thị trấn này, nhưng khi trời sập tối, anh ta như bị ma nhập, từ lấy đầu của mình đưa vào lò rèn, cả người anh ta cũng dần tan chảy theo chiếc lò. Một người khác là dân thuyền trài, khi anh ta cố gắng thoát khỏi đây bằng đường thủy, đến một đoạn đường, anh ta bị những dòng nước cuốn đi. Đáng lẽ dân sông nước như anh ta sẽ không thể chết chìm, nhưng khi đó anh ta đã gặp một lũ ma ra, chúng không ngừng nhấn chìm anh xuống nước. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, một thầy giáo cũng vì thấy chuyện ma quỷ là thứ phản khoa học mà đã không ngừng mắng chửi chúng, thậm chí còn cho rằng những tin đồn đó là bịa đặt. Rốt cuộc thì người thầy đó cũng phải chịu chung số phận như những người khác, nhưng cái chết của ông ta đáng sợ hơn bất cứ ai khác. Một người đã trông thấy xác chết của ông ấy quỳ trước miếu, đầu thì bị chôn vùi xuống đất. Tất cả những cái chết này đều có chung một nguyên nhân, đó chính là chống lại ma quỷ. Sau khi nghe những câu chuyện khủng khiếp này, Diêm Dương Nhất vẫn còn ngờ ngợ về những lời mà người đàn ông này nói. Anh ta đã từng đi qua nhiều thị trấn, chẳng lẽ lại phải sợ một thị trấn nhỏ nhoi như thế này sao? Anh cũng là một người không tin vào ma quỷ. Diêm Dương Nhất cùng vì quá tò mò vào câu chuyện này mà vào đêm muộn, anh ta đã can đảm cùng người anh em của mình khám phá miếu tận sâu trong rừng. Khung cảnh ở đây vô cùng đáng sợ, những cái cây cao nhòng, tiếng kêu ríu rít qua từng chiếc lá. Hai người họ cẩn thận đi vào khu rừng, không biết có phải vì quá mệt mỏi sinh ra ảo giác. Khi vào rừng chưa được bao xa thì Diêm Dương Nhất đã thấy đầu óc mình quay mòng mòng. Rất nhanh anh đã thấy một vị cô nương mặc váy trắng, nhưng khuôn mặt của vị cô nương lại có nét vô cùng giống vị cô nương mà anh đã từng gặp vào buổi sáng nay. Khi cô gái mặc áo trắng đó bắt đầu giơ tay ra để dụ dỗ anh, thì người bạn đi cùng đã kịp thời đánh thức anh. Trước mắt anh bây giờ không phải là cô gái mặc áo trắng đó nữa, mà chính là một sợi dây thừng. Nếu như người bạn kia không kịp đánh thức anh trong mê muội, thì có lẽ Diêm Dương Nhất đã phải treo cổ trên chính sợi dây thừng đó. Họ lại tiếp tục tiến sâu vào khu rừng và trông thấy một ngôi mộ vô cùng u ám. Trên ngôi mộ khắc một cái tên kỳ lạ, ngôi mộ bà Hồ Lô. Trong ngôi mộ đó cũng là một cái xác chết với hình dạng hồ lô. Đến lúc này tâm lý đã sốc đến nỗi mà không chịu được nữa. Hai anh chàng đã ngất xỉu khi trông thấy cái xác đó bật dậy. Sau khi tỉnh lại, trước mặt họ là những người dân trong thị trấn Âm Dương. Trưởng thị trấn Âm Dương cũng đến, nói với hai người rằng hai người đúng là có số mạng vô cùng lớn. Nếu như không được người đó cứu, thì có lẽ cái xác cũng không còn mà giữ. Người đó được gọi là Tam Cô, một người được ngay là trưởng thị trấn Âm Dương hay những người dân tại đó vô cùng kính trọng. Cô có thể giao tiếp được ngay với cả bọn quỷ và có những phép thần thông để trừ tà. Người con gái có tên là Hào Hoa này là đệ tử duy nhất của cô. Tam Cô bắt đầu nói rằng khi ta cứu được cậu ắt cũng phải có cái duyên, được ta cứu sống, lại có một chuyện khác nữa lại ập tới. Một người đàn ông bị co giật liên tục. Trưởng thị trấn bắt đầu nhớ ra người đàn ông này đã gặp vào mấy ngày hôm trước. Đó là khi ông gặp đến một người đàn ông, hắn ta trên tay mình ôm một hình nộm.
mục đích là để hình nộm đó làm vợ mình. Ông thầy bói vô tình gặp người đàn ông này, cho rằng anh nên tỉnh táo lại, tốt nhất đừng đem hình nộm bằng giấy này về nhà. Khi người thầy này đưa cho anh ta một tờ giấy với một nét mực đơn giản trên đó, ngay lập tức tờ giấy này bay về phía bàn thịt. Khuôn mặt của ông thầy này bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm túc. Tờ giấy này khi bay về phía bàn thịt lớn, tức là ngược với hướng mặt trời lặn. Điều này chắc chắn có điều không lành xảy ra. Không phải ngẫu nhiên một tờ giấy lại bay như vậy. Sau khi nhớ lại, tưởng rằng đó chỉ là một câu bông đùa của người thầy trưởng thị trấn, lại không ngờ sự việc lại xảy ra đúng sự thật theo lời người thầy đó nói. Tam cô dùng một chiếc chuông kỳ lạ để xem sự việc đã xảy ra như thế nào mà khiến anh ta ra nông nỗi như thế này. Sau khi đem hình nộm bằng giấy đó về nhà, thậm chí còn dùng máu của mình vẽ lên hai con mắt, đặt người nộm đó ngày ngày nằm kế mình như một người vợ thực sự. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, người nộm đó như có sự sống. Trong đêm khuya, đã khiến cho người đàn ông sống dở chết dở như thế này. Tam cô sau khi nhìn thấy sự việc đã diễn ra, sai người đem người nộm hình giấy đó để đi đốt ngay lập tức, hy vọng vẫn còn có thể cứu vãn chuyện tài đình mà người đàn ông này đã gây ra. Nhưng trên đường đi thì họ lại gặp một chuyện bất ngờ khác. Lúc này xuất hiện một ông lão, vô duyên vô cớ, nói rằng vị Tam cô đây là một tà ma ngoại đạo, cũng vì thế mà Tam cô mới có được năng lực như vậy. Hóa ra không phải vô duyên vô cớ, vì ông ta vốn không tin vào ma quỷ, và không khỏi bất ngờ khi ông lão đó được biết là cha của người thầy giáo đã bà trừ ma đạo. Nhưng kết cục của ông lão lại chịu chung số phận với người con trai. Nói xong những lời lẽ không hay về Tam cô, toàn thân người của ông ta cũng vì thế mà bị lửa đốt cháy, giờ chỉ còn lại là một cái xác. Người đàn ông bị co giật lúc nãy, tối hôm đó như có quỷ xâm nhập, một cái bóng cứ thập thò đứng ngoài cửa sổ, khêu gợi dụ dỗ mời gọi anh ta cùng đi. Đến khi mọi người đến nhà anh ta, thì mọi chuyện cũng đã trở nên quá muộn rồi. Trước mắt mọi người là cảnh tượng hình nộm người giấy đã xiên chết anh ta. Những câu chuyện kỳ lạ cứ tiếp tục xảy ra, đến mức không kịp thở. Bình minh ló dạng, lúc này lại xuất hiện một thi thể của một người phụ nữ. Cô ấy dường như đã chết đuối. Kỳ lạ là cô lại chết đứng. Hai anh chàng Diêm Dương Nhất và Bảo Hồ Lô, lúc này lại bị người dân chỉ trích. Họ cho rằng từ khi hai người bắt đầu đến đây, thì chuyện xui xẻo về ma quỷ cứ liên tục xảy ra. Cách tốt nhất là cách ly họ tại một ngôi đền. Ngày ngày sẽ có hào hoa đến đem cơm cho hai người. Họ bắt đầu đi vào trong, xung quanh đều là tượng của những vị thần. Chẳng trách sao người dân lại bảo họ đến nơi này, cũng vì nơi này ma quỷ sẽ không dám lui tới. Ngay lúc này họ phát hiện được viên ngọc mà Hòa Hoa đã đưa cho họ. Có lẽ công dụng của viên ngọc này cũng để trừ tà, vì thế cô ấy đã đưa nó cho họ. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi vào đêm hôm đó, nhưng không, tối hôm đó họ đã bị bắt cóc. Sáng hôm sau, trưởng thị trấn lúc này làm lễ tế ở đền để có thể xoa dịu những vị thần. Hai người Diêm Dương Nhất và Bảo Hồ Lô từ trong quan tài xô ngã cánh cửa bước ra, và sự thật từ đây cũng bắt đầu được hé lộ bởi hai người. Trưởng thị trấn này vốn dĩ không phải là một người bình thường, lai lịch của ông ta lúc này mới được làm rõ. Ông ta có tên là Triệu Kim Biêu, một người đầu sỏ của một băng cướp khét tiếng. Những tên này đã giết vô số người vô tội. Triệu Kim Biêu lúc này bắt đầu đến thị trấn Âm Dương giết người trưởng thị trấn thực sự, sau đó cố tình làm hồ sơ để giả dạng và lên ngôi trưởng thị trấn nhằm thực hiện những mưu đồ xấu của mình. Việc tung lên tin đồn đến thị trấn Âm Dương có đi không có về cũng là do ông ta làm ra. Mục đích thật sự là để không ai có thể tìm ra thân phận thực sự của mình. Mọi việc sẽ không thể nào bại lộ nếu như con gái ông ta không bán bức tranh cổ của ông ta với giá tiền cao. Diêm Dương Nhất vừa nhìn ra bức tranh là hàng pha ke, cũng từ lúc đó mà anh bắt đầu nghi ngờ trưởng thị trấn. Những cái chết lúc này cũng dần dần được hé lộ sự thật. Cái chết của ông lão là do bọn chúng đã cố tình rắc một loại bột là phốt phơ lên quần áo của ông. Đến giờ, ông ta sẽ thường đến chỗ Tam cô mà la mắng, sau đó sẽ dùng chiếc kính lúp để đọc sách. Ánh nắng chiếu qua chiếc kính lúp, cộng thêm sự phản ứng của phốt phơ, đã làm cho toàn thân người của ông lão trở nên bốc cháy. Sự thật về người đàn ông và hình nộm giấy cũng được phơi bày. Ai đó đã cố tình bôi lên người nộm đó một chất độc. Khi anh ta hôn vào hình nộm đó, vô tình cũng khiến cho hắn ta trong trạng thái co giật. Đợi đến thời cơ thì tên thị trưởng Phách đã dàn dựng tưởng chừng như là người giấy giết người. Còn về người phụ nữ bị chết đuối, cô đã bị giết người diệt khẩu sau khi biết được sự thật động trời này. Để cô đứng được thì cũng đơn giản thôi, dùng những hòn đá là đã có thể cố định được chân của cô lại. Tam cô lúc này cũng muốn thú nhận một sự thật, người chủ quan tài là do cô đã giết, và không có một ma quỷ nào đã giết hại ông ta cả. Cô làm việc đó cũng là vì ông ta ngày nào cũng hành hạ cô. Đến khi giết được ông ta thì cô đã nhận ra mình đã có thai, chính là Hào Hoa đây. Nhưng Tam cô đã xem cô như con nuôi vì không muốn mang tiếng là chữa hoang. Thị trưởng Pha Ke đã biết được toàn bộ sự thật này, vì thế cô cũng nghe theo những gì mà ông ta sắp đặt. Hai mẹ con họ còn chưa kịp nhận lại nhau thì ông ta đã đành đoạn mà bắn chết Tam cô. Sau khi bắn loạn hết mọi người trong thị trấn, ông ta nhận ra mình đã giết con gái của mình. Biết rằng không còn gì để níu giữ được ông ta, cầm khẩu súng của mình ông ta đã tự sát. Sự thật về ma quỷ cũng đã kết thúc tại đây. Bộ phim đến đây cũng chính thức khép lại. Hẹn mọi người trong những video lần sau.